Vâng, đầu tuần mới nha, xin mến chào tất cả anh em. Chúc anh em đầu tuần mới sức khỏe và buôn may bán đất. Và trong video đầu tuần ngày hôm nay thì bên em sẽ lên cho anh em một cái cấu hình camera 4 mắt thương hiệu KB Vision nhá. Camera cao cấp thương hiệu Mỹ. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các anh về cái sản phẩm mã sản phẩm mắt camera 2100C14 nhá. Con này thì là 2.0 và chuẩn chống nước IP6, anh em mình hoàn toàn có thể lắp được ngoài trời. Và kết hợp với cả một cái đầu thu 7106SD. Con này thì có 4 cổng kết nối và cũng như là tối đa xem được 6 camera nếu mình ắt thêm 2 mắt IP. Và toàn bộ hệ thống sẽ được sử dụng một nguồn tổng, một ổ cứng 500 lưu trữ khoảng được 1 tuần. Đấy, hoàn toàn chi phí lắp đặt hoàn thiện kèm 40 mét dây nhá. 40 mét dây liền đồng trục liền nguồn. Mã sản phẩm mình chọn là RG59CU08 của Việt Hàn nhá. Đấy, full combo rồi, anh em chỉ việc trả tiền là bên mình sẽ đến tận nhà lắp đặt với cái giá là 4.990.000 cho một cái full combo 4 mắt như này, và sẽ được bảo hành 2 năm. Bảo hành tại nhà 2 năm nhá. Và anh em cũng có thể hoàn toàn tự lắp đặt và sẽ được trừ cái chi phí lắp đặt, bên mình sẽ trừ lại khoảng tầm 1 triệu. Thì chọn bộ combo này chỉ còn lại là 3.990.000 cho những anh em mà có thể tự động lắp đặt nhá. Đấy, xin giới thiệu với anh em. Và con này thì hoàn toàn có thể xem được qua TV cũng như là kết nối qua điện thoại nhá. Đối với tất cả các anh em có nhu cầu ở bán kính từ 50km đổ lại ở quanh khu vực Hà Nội nhá, thì bên mình sẽ tiến hành lắp đặt tại nhà cho tất cả mọi người, và cũng bảo hành bảo trì tại nhà trong vòng 2 năm cho tất cả các khách hàng đối với lỗi của bên mình lắp đặt hoặc là lỗi của nhà sản xuất, nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Một combo mà bên mình đánh giá là rất là chất lượng cũng như là hình ảnh rất là tốt, và có 9 lý do là mình nên chọn cái loại KB Vision này nhá. Và hy vọng là sẽ được tiếp tục anh em ủng hộ, và tất cả mọi người có nhu cầu lắp đặt camera thì sẽ alo bên mình tư vấn nhá. Và xin nhắc lại là bộ combo 4 mắt gồm tất cả chi phí lắp đặt và gồm 40 mét dây là mình sẽ bán trong cái video này với giá là 4.950.000. Ngoài ra là các anh em ở xa mà tự lắp đặt, bên mình sẽ hướng dẫn cài đặt cấu hình và lắp đặt hoàn chỉnh thì sẽ được trừ 1 triệu tiền nhân công, thì sẽ còn lại là 3.950.000 nhá. Xin mến chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video demo sản phẩm sắp tới của bên mình. Xin chào tất cả mọi người nhá.